Thưa quý vị và các bạn, đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những chuyến xe miễn phí đưa các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết lại lăn bánh. Sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đoàn tụ bên gia đình sau những tháng ngày học tập xa nhà, ghi nhận của phóng viên thời sự. Không còn cảnh chen lấn vất vả để kiếm cho mình một chuyến xe trở về quê trong những ngày giáp Tết. Hôm nay, hơn 50 sinh viên các trường Đại học Cao đẳng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được tỉnh đoàn bố trí những chuyến xe miễn phí đưa các bạn về đến tận gia đình của mình. Những nụ cười, những cuộc chuyện trò của các bạn dường như cũng trở nên vui hơn, ấm hơn trong những ngày cuối năm lạnh giá này, bởi các bạn chỉ còn cách gia đình ấm áp của mình một chuyến xe nữa mà thôi. Thì em cảm thấy được về quê ăn Tết trong chuyến xe của nhà trường thì rất là vui, vì là được nhà trường phục vụ chuyến xe đến về Tết rất là tình cảm và thân thiện. Và em cảm thấy công việc này tạo nên một tình cảm lớn giữa nhà trường và sinh viên cũng như là gia đình của sinh viên. Hôm nay em rất vui khi được nhà trường cho bọn em về chuyến xe về quê ăn Tết, và em cảm ơn nhà trường và các anh chị trong câu lạc bộ đã cho bọn em một chuyến xe về quê ăn Tết, tạo điều kiện cho bọn em về quê ăn Tết cùng với thầy và gia đình. Nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập trên các trường Đại học Cao đẳng Học viện của tỉnh Thừa Thiên Huế, thì trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các tổ chức đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động như vận động quyên góp hỗ trợ các chuyến xe miễn phí đưa sinh viên nghèo về quê ăn Tết, hoặc tham gia tặng quà hỗ trợ các tinh thần cho các em sinh viên. Đồng thời thì cũng thúc đẩy tinh thần cho các em học tập tốt hơn nữa. Những chuyến xe đưa sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết là một trong những hoạt động thường niên được tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, các trường Đại học Cao đẳng tổ chức. Thấu hiểu nỗi lo của những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khi mà vào những ngày giáp Tết, hành trình về quê của các bạn trở nên khó khăn hơn, bởi đây là thời điểm nhiều nhà xe tăng giá. Các bạn sinh viên khó mà xuất sở đủ số tiền cho chiếc vé xe, cho những món quà ngày cuối năm. Chính vì vậy mà nhiều đoàn trường đã đứng ra kêu gọi các doanh nghiệp, các cơ quan đoàn thể để tổ chức những chuyến xe miễn phí, tặng vé xe miễn phí cho các sinh viên, những người lao động và các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, rất nhiều phần quà Tết như mứt bánh, hạt dưa cũng được trao đến tay cho các bạn sinh viên như những nguồn động viên nhỏ góp phần mang đến cho các bạn một cái Tết bên gia đình ấm áp, sum vầy hơn. Em cảm thấy rất là vui và ý nghĩa vì nó sẽ giúp em nhiều trong quá trình em về Tết và có thể giúp em có một cái Tết vui hơn. Khi nhận được phần quà của từ lãnh đạo nhà trường và các mạnh thường quân thì em cảm thấy rất là vui và xúc động. Và em tin rằng đây cũng là cảm xúc của tất cả các bạn đang có mặt ở đây. Vì khi nhận được phần quà thì tụi em sẽ giảm bớt được cái phần nào khó khăn về kinh tế, và khi về quê thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Đối với nhà trường thì đây trở thành một chiến lược và một kế hoạch. Trong đó thì cái chương trình này nó nằm trong cái chương trình kết nối của nhà trường đối với doanh nghiệp cơ quan. Và trong đó thì chắc chắn ngoài những cái phần hỗ trợ về các cái chương trình học bổng, những cái chương trình khởi nghiệp, hỗ trợ việc làm, thì chúng tôi luôn luôn dành một cái khoản kinh phí từ các nguồn để giúp đỡ cho sinh viên trong các cái dịp như thế này. Từ nay cho đến những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất, sẽ còn rất nhiều những chuyến xe miễn phí do các cơ quan đoàn thể, các doanh nghiệp khác tổ chức cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê, đem một cái Tết thực sự trọn vẹn và ý nghĩa đến với mỗi một sinh viên và gia đình của mình.